Hey, Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sasore dewa. Như các bạn thấy thì bạn nam này muốn rủ bạn nữ đi uống cà phê. Vậy thì bạn nam này sẽ nói như thế nào đây? Isso ni kohi o nomimasen ka? Ei, ii desu ne. Bạn cùng nhau uống cà phê không? Vâng, được đấy. Vậy thì mẫu ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta sẽ là isso ni veimasen ka? Có nghĩa là cùng nhau về không? Và đây không phải là câu phủ định mà là câu mang ý mời mọc rủ ra người khác cùng làm việc gì đó với mình. Và chú ý khi muốn từ chối lời đề nghị thì chúng ta sẽ dùng sự masen chotto. Như ở ví dụ này thì chúng ta thấy là bạn nam muốn rủ bạn nữ đi dùng bữa. Vậy thì nếu như áp dụng một công thức vừa rồi chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Isso ni sukuji shimasen ka? Isso ni sukuji shimasen ka? Ei, ii desu ne. Cùng nhau dùng bữa với tôi không? Vâng, được đấy. Isso ni sukudai o shimasu? Cùng nhau làm bài tập với tôi không? Isso ni sukudai o shimasen ka? Ei, ii desu ne. Shimasu. Vâng, được đấy. Cùng nhau làm thế nào? Isso ni eiga o mimasu? Cùng nhau xem phim với tôi không? Isso ni eiga o mimasen ka? Sumimasen chotto. Sumimasen chotto. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sao có đây đấy mà ta con đồ onigai tashimasu.